Ngày trước thì thế này thì mỗi nhà xá là tồi tàn nhất là rồi. Không phải là ngàm sai đâu. Tre nhà tre thôi à, nhìn mái tưởng là nhà xây lật mái rồi mái đây thì có nhà em xá là nhà xá thì là gọi là rách nát nhất rồi, từ trước đến giờ bé tí rồi. Xin chào các bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với cháu Hiệp nhé. Hiện tại thì anh em mình đang đi dắt bò. Đây là một cái món quà nữa của mẹ nuôi em Lực. Đấy, bà Thạch bà đã gửi cho anh em mình đi mua. Bên cạnh cái số tiền làm cái công trình trước còn dư ấy, thì bà cũng có gửi thêm 400 đô nữa để mua một con bò mô hình gửi tặng hai vợ chồng Lực để nuôi và phát triển kinh tế. Và từ đó thì sau này khi mà các em có bán thì sẽ bán cho những người khó khăn, tức nghĩa là với cái giá mà sát nhất thị trường, không mua giá cao hơn, bởi vì là các cô đã tạo động lực cho hai vợ chồng thì cũng mong muốn là hai vợ chồng sẽ san sẻ một cái phần nào đó tới các cái hoàn cảnh khó khăn khác. Đấy cũng là một cái sự kết nối và cái sự chia sẻ thông qua những cái việc làm thiết thực, đó là phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất như thế này. Thì hiện tại cháu Hiệp đang cùng với các anh Tuyên, anh Duy kêu gọi cho hoàn cảnh của em Phan Thị Quân là em gái ở chỗ Na Khê đấy. Các bạn anh chị có thể qua xem cái video mà anh em mình gắn ở phía dưới link phần mô tả để phần bình luận để mọi người có thể xem và lan tỏa chia sẻ ủng hộ. Hoàn cảnh rất là khó khăn, một mình nuôi mẹ già, con thơ và chồng thì đang bị tai nạn nữa. Do vậy là rất mong mọi người sẽ cùng ghé vào thăm để xem và chia sẻ lan tỏa ủng hộ. Đây là một món quà nữa dành cho em, nên là anh em bàn giá trên hết rồi. Để giữ con chó cho anh thôi, anh chỉ sợ nó đớp anh thôi. Không ấy đâu, không chó này trước mua nhà em nhỉ? Mua nhà em à? Đây là được hơn một năm rồi anh em mới quay trở lại. Đấy, để mà thăm. Trước là cũng xem bò đây thì phải, hay là xem gì nhỉ? Trước là mua bò của ông cho nhà Linh hay sao? Lành, Lộ Mỹ Lành. Đúng rồi. Mắt không thấy nên là bán bớt được. Cái con là con giữa đúng không? Con bên ngoài. Xin chào nhá. Chào. Nó dùng. Con gái này thì con hơi nhỉ. Con ngoài nhất này à? Ừ. Út chưa mọc sừng à? Chưa. Bò tơ luôn. Biết cày rồi. Đây là có mỗi ba gái ở nhà này à? Không về nào. Bắt ở đâu về đấy? Em trai đi làm mấy phút bác mua hay là bác? Bác rồi. Bác rồi. Cái nuôi xong rồi sổng sổng ra ngoài. Đây con bò mà anh em mình mua sẽ là ở đây nhé mọi người nhé, con này này. Cái cây cho lo nè. Giá là bao nhiêu? 4.5 triệu. Ưng rồi thì kết rồi thì này nó có ăn ngu đâu, vẹt này nó ăn khác mà. Bây giờ không có thì bắt buộc phải ăn rồi. Đói thì nó phải ăn rồi. Lửa cũng đã thả giá trước rồi. Con này thì ngày trước mọi người để ý thì đã thấy là Lửa dắt đi cày ở gần nhà của Lửa một vài lần rồi. Và sau đó là thậm chí là đã nhốt vào chuồng của Lửa rồi. Đấy. Thế con bò đực hôm nọ là ở đâu? Là nhà nào? Là của nhà nào? Nhà chú ở bên kia. Thế bây giờ anh em mình chỉ có trả tiền và dắt về thôi, là cho nó xong cái chương trình của cô Thạch. Còn số tiền dư thì
anh em mình sẽ cộng lại và đi mua thêm một cái test nữa là kết thúc bàn giao cái chương trình nhà của Lử. Xính Ngọc thì hiện tại cũng bố mẹ nuôi cũng đang hỗ trợ rất là nhiều. Thì đây là phần quà riêng của các em, anh em mình đứng ở giữa thì sẽ hoàn thiện cho các cô vui và những cái sự hỗ trợ của các cô dành cho các em để các em phát triển kinh tế, thì đấy là cái điều hết sức là tuyệt vời. Do vậy là mọi người cũng đừng ghen tị hay là có những cái lời khó nghe, bởi vì là lộc đến ai thì người đó hưởng và duyên đến ai thì anh em mình thực hiện với người đó. Ngoài ra thì trên kênh Thám Hiểm hiện tại cũng đang chia sẻ một hoàn cảnh của một em đấy, tức là gạt trống nuôi con đấy. Mẹ thì bố thì mất, mẹ thì bỏ đi lấy chồng bên Trung Quốc rồi, còn vợ thì sau khi sinh bé thứ nhất là cũng mất luôn đấy, cũng rất là khổ. Bây giờ một mình nuôi con trong một căn nhà trên giường đất rất là tạm bợ. Mọi người có thể chia sẻ hai hoàn cảnh khó khăn, đó là em Quân 24 tuổi với cả là hoàn cảnh gạt trống nuôi con ở trên kênh của cháu Hiệp đó. Bây giờ xuống dưới đấy thì quen rồi, quen nhà quen cửa các thứ rồi, bỏ đấy. Con này thì được cái là chưa đẻ nữa nào, bò tơ chưa, thậm chí là chưa mọc sừng, bởi vì là chưa bị bò được cắm sừng nên là chưa mọc sừng. Với cả là cày tốt, ăn khỏe, Lử đã từng đi cùng chăm cùng ấy rồi thì đã biết rồi, nên là anh em mình cũng không bàn bạc nhiều nữa, báo cáo với cô Thạch là như vậy. Thì bây giờ là làm gia đình rồi đếm tiền thôi, anh cũng đã rút lên rồi, giá tiền là 14,5 triệu nhé mọi người nhé, đếm công khai, không có gian dối đồng nào cả đấy. Đâu bác trai đâu, em trai rất thế thì một mình có giao dịch được không? Em trai đúng, em trai cũng được. Em này là thay mặt bố à? À thế thì em thay mặt bố thì em giảm cho Lử 500 đi. Hơi thua bò này. Hả? Hơi thua bò này. Bò hơi thua rồi. Hơi lỗ bò một tí. À, hơi lỗ một tí à? Vâng. Như thế là đã giảm giá lắm rồi đúng không? Vâng. Chỗ này chỗ ngủ à? Vâng. Ngủ đấy á? Này, em trai nó đi học có về nó ngủ đấy. Ô, thế còn khổ hơn nhà thằng Lử à? Thế ai ngủ kia? Bố. Bố đang ngủ à? Vâng. Bố ốm à? Vâng. À. Ôi rồi ôi, con em trai ngủ đây cái giường này. Đi học về xong là ngủ đấy. Thế bên này là ai? Em gái. Em gái. Ủa nhà có bao nhiêu người mà thật khổ như thằng Lử đấy. Nhà đông rồi đấy. Ờ, trước anh lên nhà Lử cũng thế, nhà Lử là 7-8 người, đúng ra là cũng em trai cũng ngủ như thế này này. Ôi rồi ôi, đây là chỗ ngủ nhé mọi người nhé. Anh còn tưởng là cái chỗ ngồi không để đúng củi chứ không phải à? Không. Ôi rồi ôi. Bố đang ốm rồi nên là đồng ý rồi, hết rồi gì? Dạ bạn đồng ý rồi. À, không sợ là anh đếm tiền ra mai lại đi lở đòi Lử bò thì chết đấy. Bảo tao không bán đâu, bây giờ phải được 15 triệu thì chết rồi đấy. Nhớ. Ừ. Đặt tiền anh em mình đã rút 15 triệu rồi. Thế thì gọi mẹ vào đi để cùng chứng kiến chứ. Vâng. Tí lại bảo anh em bắt tay nhau dắt bò đi xuống lấy tiền tiêu hết thì chết dở. Không thể tin được, ngày trước là lên nhà Lử thì cũng ngủ như thế nhỉ? Vâng, em trai thì lấy trước nhà em trai xong là lấy bao xi măng chết đây xong là kêu là đặt lên xong là ngủ. Ôi, chịu rồi. Thật sự là còn rất nhiều gia đình là khổ nhưng mà đẻ nhiều quá nhỉ. Bởi vì mà thể nhiều mà bên trăm nhiều một lắm. Bên trăm là bên trăm luôn. Thằng lô tao mà. Hả? Trang à? Ờ, kia ớt. Đây. Đây. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 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 Đây, em đếm hộ anh đi. Bố uống là bố giao toàn quyền cho em rồi. Ừ, em đếm hộ anh này. Anh đếm được thì đúng rồi. Cứ đếm đi, mua bò là cứ phải đếm. Anh là anh sợ đến lúc là xong rồi mà ôi không đủ đâu. Đếm lại chú anh là hoàn đi. Không cả. À, đếm đi. Đi chợ là nó còn đếm đặt đất xong là đặt cái viên đá vào cơ mà. Đi xăm, đi mua chợ. À. Mua ở đất chị ạ? Mua lúc trên à?
chế đó mà chúng muốn tối ra thì nên là tu như là tu nhà già tu nhiêu nhà già lớn tôi chỉ đại lên mà tôi chỉ là chỉ giống nhau. Ô bố là bị sao? Bị sốt sáng. Nhà già mất đi già, nó tao tao nuôi. Mất rồi anh. Hả? Ôn lắm chưa? Ôn lắm rồi. Ôi giời. Này này, bán để đi ấy à? Để đi đi. Thôi là bố. Em này thì trước cũng xuất hiện nhiều rồi. Cái phim trên này là hỗ trợ lửa ra đấy. Hỗ trợ đang lực lửa đi, đi lấy, đi bộ đội đấy. Yeah. Thôi, đều rồi thế thì dắt bò thôi. Ô rồi bất ngờ thật, đi vào thấy cái chỗ ngủ này không thể tin được. Cái em gái này ngủ đâu? Em gái chắc ngủ chứ. Ở đây hả? Vâng. Thế bạn này là con của ai? Con của em. À, con của anh trai hả? Anh trai ở riêng trên này rồi đúng không? Vâng. Ừ, đây. Lấy cái tre này xong là với cái này thôi. Ôi rồi ô. Mấy cái là được nhà có 3 con bò, nhà không thì còn không có cái gì luôn. Bé bú lư. Chìa khóa tra tay. Đi nhá. Ta trả tiền đủ rồi nhá. Dạ. Đã dắt rồi thì quen rồi anh nhỉ? À đấy. Bây giờ là phải cắt cỏ ngày đêm ấy. Đêm đang ôm chồng ngủ là cũng phải nghĩ đến đi cắt cỏ rồi. Đó, bây giờ là 2 con cái hết. Nên là một lần phối thì chắc chắn là đợt này, giờ này năm sau thì nhà Lử sẽ có 4 con bò là cái chắc rồi. Không bao giờ là... Chịu khó hót phân nhá. Ít nhất 2 ngày hót phân một lần để nó nằm như thế nó không lớn được đâu. Với cả nó ô nhiễm nữa. Đấy. Ngon lành cành đào. Bò ta lại về nhà ta. Xá nhỉ? Đúng. Xá em trai của Lử đấy, lúc nãy anh em mình đã chia sẻ đây. Ở trong cái căn nhà lụp sụp đấy. Phải như thế sợ rắn không? Nó không khác gì chị Mỹ ngày xưa nhỉ? Khác gì đâu. Quá là khổ rồi. Cỏ này là cỏ ấy mà. Nhưng mà nhìn như được cỏ khô ấy nhỉ. Cũng cỏ ấy đó, hôm qua rồi. Cỏ này cỏ ngon đấy. Cỏ mềm đấy. Ôi một cái này cái tí là tính gì vậy? Bây giờ là phải mua một tấm bạt về đi để mua nước còn quay cho nó. Ăn được cái hoa gì anh ạ? Được gì? Hả? Cơm á? Mấy giờ rồi nhỉ? 11 giờ á? 12 giờ rồi thôi. Ôi!
Thôi kệ nó đi, không sao đâu. Để nó kệ đi. Vừa mỗi con một góc. Nó là nó thích nhau rồi. Thích nhau rồi. Chị. Ừ. Được rồi. Để nó lo mình chỉ là nó đâu. Đây. Đây có lá lừng rồi đấy. Đó là về cáo mà chứ, chắc chủ. Tôi không làm muốn lời nữa đấy rồi. Thế sao rồi? Thank you.